lắm? À, no lắm rồi em. Ở đây bán cơm rất là ngon ha, mà cũng rẻ nữa hả? À, em ơi, dạ. Ở đây là đâu vậy em? Ở đây là ở chợ Phú Mỹ, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang anh. Hôm bữa em có ghé đây một lần rồi, bà con bác tiểu thương đây dễ thương lắm. Em nghĩ chắc ghé đây chắc hỏi thăm bà con bác người ta chỉ. Hôm qua thì mình ở Long An. Dạ. Còn hôm nay thì qua Tiền Giang hả em? Dạ, hôm nay mình ở Tiền Giang mình đi kiếm không nếu không có thì hôm nay mình đi Sa Đéc. Vậy đó em cũng đã liên hệ một người cũng chuyên kết nối tìm người thân á. Vậy hả em? Dạ, dạ. Bây giờ mình đi vô trong chợ hả em? Đi vô trong chợ dạ. Mình hỏi thăm bà con bác chứ. Mình gửi lời ca tiếng hát của anh đó. Để tới quý bà con người bác. Chợ Phú Mỹ. Dạ, dạ. Chợ Phú Mỹ. Em đi với anh hôm qua nay gâu mọc tùm lum mà không thấy. Ồ, vậy hả? Như gâu anh luôn á. Vậy à. Chưa có thời gian để cạo. Nó từ hồi nhỏ tới 40 tuổi không có gâu. Mà anh ta đi qua Trung Anh, đi Trung Anh cái có gâu mọc đi luôn. Không, nếu mà có đâu thì nó mạnh mẽ em. Dạ, mạnh mẽ. Giống như để đâu không phải là già, để đâu chứ biết đàn bà đàn ông ha. Bữa nay thấy anh vui vẻ hơn. Vui đúng rồi. Tôi thấy đi với em cái anh vui hơn. Tại vì bên cạnh được cái tình thương của em rồi em giúp cho anh thì chị, cái gì còn quý cho bằng. Bán xoài hả chị? À. Xoài ha. Chị cho em hỏi là ở đây mình có biết Thục Oanh không chị? Thục Oanh á? Thục Oanh hả? Dạ. Đi tìm Thục Oanh hả vậy? Dạ đi tìm Thục Oanh. Không. Chị không biết hả? Không. Tại hôm qua nay đi bên cũng ghé Tân An hỏi thăm mà bà con bác không biết. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, 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 đây là anh Quốc Dương. Dạ, dạ, Quốc Dương đi tìm, dạ, giống đi tìm Thục Oanh. Dạ. Anh hay là mình hát đi, mình hát một bài gì để mình hát một bài gì để mình tặng cho bà con ha. Dạ. Bữa nay thì đi đường dài á, cho nên là em đưa cái đàn của anh cho có một ông anh của em. Có gì anh hát bài nào anh đánh cho. À anh vậy đó hả? Cỡ anh không dám xuất hiện khung hình. Dạ. Như anh ông anh của em hả? Dạ, anh hát bài gì để thử đàn ha. Có thể là không biết cái bài thì tăng cổ, tăng cổ nào cũng được hết em. Dạ đây là. Giờ đi giờ hát luôn hả? Dạ đúng rồi, mình ở đây ở chỗ Mỹ mình hát cho bác. Dạ. Mình đứng đứng đâu em? Dạ. Anh Hiệu lại gần xíu nghe đàn anh Hiệu. À. Văn Hiệu phải không? Dạ, dạ. Hoàng Hiệu hả? Hoàng Hiệu. À, con nghe. Con nghe trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn của em á. Dạ, dạ. Dạ, Hoàng Hiệu đờn đó mà. Chào bà con cô bác á anh Hiệu. Dạ. Mắc cỡ hả? Dạ. Rồi giờ bài gì nè? Để coi. Có cái bài hát mà hồi xưa Châu Thanh ưa nghe cái nghệ sĩ Châu Thanh á. Dạ, nghệ sĩ Châu Thanh hát cái bài mà tên là Nụ Hồng á. Nụ Hồng. Rồi của tác giả là nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ á. Dạ. Đó. Hay, vậy giờ mình cũng như là hát cho bà con nghe đi hả em? Thôi mình vô xíu đây đi. Vô xíu trong đi hả? Đây đi. Bà con đây nhiều. Trời ơi. Kêu của mình à. Ở đây hân hạnh quá được Hoàng Hiệu đờn cho mình hát nữa ha. Mình vô bên trong ha. Chào cô. Dạ. Ủa chợ giờ vắng hả cô? Nghỉ chợ giờ là nghỉ. Con dạ con chợ. Cha. Dẫn anh đi tìm Thục Oanh. Phải. Đâu? Thục Oanh đây nè, có phải nghe giọng không phải Thục Oanh không anh? Châu Thanh nè hả? Phải Thục Oanh không chị? Chị phải Thục Oanh không? Hả? Thục Oanh hả chị thiệt không? Ôi, chặn đứng đây nè, để em ra coi anh. Ra nè. Trời ơi, em đi tìm quá trời mấy ngày nay. Anh nghe anh nói chuyện có phải chị Thục Oanh không Châu Thanh? Ủa anh Quốc Dương? Ê, xin. Dạ. Thục Oanh ơi. Không, cái tiếng giọng phải không anh? Cái chắc không phải rồi. Dạ. Còn cô bác đang dạ. Đi xem quá trời hay là anh gửi cho bà con bác. Bài Nụ Hồng luôn ha. Bác này luôn á. Dạ.
Dài quá trời luôn. Dương, em cũng lộn lộn qua nè. Chị tí đi nè, tí. Cho Thanh nè. Đang Thục Quanh á, cô Thục Quanh á con. Đang tìm Thục Quanh. Dạ. À, đúng anh Thanh hát đi. Hát. Hát. Chào. Dạ. Em thấy có chiếu anh nhà anh rồi có mấy người con ngượng gái hổm sinh nhật á. Dạ. 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 Qua đây rồi. Qua đây ngồi đây thấy hình nè. Tối hôm vô trường hình sao? Không phải Thục Quanh hả? Không. Không phải Thục Quanh hả? Tại hôm nay đi về đây á mà tìm Thục Quanh. Dạ, Thục Quanh đứng bên cái cây. Cái này thì chắc trùng tên chứ không phải là Thục Quanh của Quách Dương. Dạ. Là cái tuồng Thục Quanh đó chị, Vũ Ám Ma Ngu. Dạ. Dạ rồi giờ anh hát nụ hồng ha. Rồi. Rồi. Giờ đang chuẩn bị hát. Hát chưa? Hát chưa? Rồi. Rồi. Thôi đứng cũng được. Đứng rồi. Đây, chị xích qua cho cô chủ thấy cô chủ rồi ha. Rồi. Hôm nay có duyên Châu Thanh được gặp gỡ tất cả quý bà con. Thì Quách Dương sẽ hân hạnh gửi đến tất cả bà con với một bài ca rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ ưu tú Thanh Vũ, bài hát được mang tên là Nụ Hồng. Dạ. Cùng với tiếng đàn của danh cầm Hoàng Hiệu. Hên quá, bữa nay sao có gặp Hoàng Hiệu nữa. Nụ hồng trước ngõ nhà nở hoa bướm mong tìm lại, ngọt ngào say đắm tỏa hương cho đời thương lại càng thương. Dương hồng thoáng bóng hình ai nhẹ bay, tóc mây mềm mại ngỡ ngàng giây phút gặp em, anh về thương lại càng thương. Ngỡ ngàng giây phút gặp em, anh về thương lại càng. Mặt trời ngã về phía tây là lòng tôi nôn nao nỗi nhớ, nhớ vườn nhãi dơ dang tước ta một người con gái vùng bón cây xanh chăm chút từng đồ qua hồng. Trời đất mênh mông mà chân tôi lại một con đường, sự rung động con tim không có thuốc tiếng nào chỉ ngừ, mỗi khoảnh khắc mong gặp nàng dùng lấy thành cả đại dương. Lòng muốn nói với em thật nhiều không tìm được lời, hay lặng lẽ tầng ngân nhìn cảnh qua sắp thắm, bỗng thấy chút ghen hờn khi bướm lại ông qua. Ôi thương bánh đơn phương nào ai rõ thấu hoa từng chiếc lá, em đang níu từng nó. Em ơi đêm ngày anh mong đợi đợi tình em, bao lời em mãi chân thành. Hoa nở hồng
tôi là nhờ anh của mặt trời. Anh thương em đời sẽ là vô gì, như con chim trời mọi cánh bơ vơ. Em là sông dài chờ nước ngọt đời vui, là nụ hồng tỏa hương thơm khiến lòng anh say đắm. Ngày đi qua kéo thêm đêm dài, vô tận mình được ở bên mình, chớp mắt đã đi qua. Em yêu thương từng chiếc lá, em nâng niu từng nụ hoa. Em ơi đêm ngày chờ đợi, dù bao xa cách thương nhớ đầy vơi. Còn những khung lòng im lặng, nghe sao khuya gọi vẫn trắng. Hôm hương qua hồng nở rộ, gọi tình yêu đến thấy lo mong chờ. Chờ đợi nhớ mong tâm tư khắc khoải, nụ hồng kia đã lấp kinh tim này. Sông xanh con nước đông đầy, đêm đêm tâm sự lời này cùng ai. Gió nào hôn tóc em bay dừng xung quanh đó, nụ hồng ngất ngây. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý bà con, cô bác. À, cô bác ơi, có ai thấy mà cô ca sĩ Thục Oanh đến đây, cô bác làm ơn liên hệ với chị cho Khương Dừa, để Khương Dừa tìm dùm cho Quách Dương gặp lại Thục Oanh nha bà con. Chợ giờ còn bán gì không cô? Giờ này vắng là cưng ơi. Bán bánh trái còn không cô? Để đi về dài kiếm mua bánh trái anh em mình dọc đường ăn ha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Bánh nào cô? Bánh bên đây nè. Bánh đâu phải hả? Cái đó bánh tét đâu cưng ăn sao nổi, giờ này mày nuốt cũng chết nè. Giờ này nuốt bánh tét chết. Không cô mà định nói cái câu đó. Nãy sao nói sao con lên mình chưa nó biết kìa đó trời. Đi mua sao tới mặc áo vô? Trời ơi, lại đúng rồi, lấy cái bọc cho cháu. Cái bọc tặng xoài hả chị? Trời ơi, trời ơi. Đó lắm cưng ơi. Ờ, bà con của bác Phương tặng xoài kìa. Tao lấy ông mày đem Thục Oanh cưới cháu mẹ cho đầu. Cưới em gái chị đi, khỏi tìm Thục Oanh vậy trơn anh ơi. À, em xin cảm ơn thảo, ăn lấy thảo em. Ờ, cảm ơn. Dạ. Rồi, em quá trời à, em sắp cho. Rồi, xin cảm ơn hát rồi được tới cây. Dạ. Em bỏ vô đây anh. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị dạ. Quanh. Xin cảm ơn nha. Chị tên gì vậy? Tên Châu. Châu. Ờ, Ngọc Huyền Châu á. Ngọc Huyền Châu. Dạ, chị bán đây lâu chưa? Chị bán cũng lâu rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, ngon. Rồi chúc bán đắt nha. Dạ, dạ, thôi đi tìm Thục Oanh tiếp. Nhà cô dạ, đâu cô? Dạ. Nhà cô đâu? Nhà chị ngoài sau cái đường này. Dạ. Mày mốt xuống cứu chợ chị đi. Trời, chị khổ cái mẹ. Không có chồng, không có chồng mà bệnh á. Giờ mày về mày đầu tư sao cho chị sửa cái nhà cho chị ở. Ông Quách Dương ơi, bây giờ đi tìm Thục Oanh hoài cũng không có gặp được. Bây giờ có cái chị này cũng dễ thương lắm nè. Được không anh? Ngồi chẳng nghe không được đúng không? Thương dễ thương nè. Em chịu anh cưới người này nè. Xin cảm ơn. Cái này có vợ rồi. Chị này dễ thương lắm nè. Chị này dễ thương lắm nè. Tàu ổ tức ghê bà. Cái này rung lên rung lên rung lên tới khi gì hợp ý dễ sợ quay chị hát bác thấy mình đi tiếp ha. Dạ, dạ, đi tiếp. Rồi. Dạ thôi xin chào bà con bác. Xin chào em, chào tất cả bà con đi vô tiếp. Dạ dạ chào em lắm nè.
Dạ. Đâu? Vỏ này vỏ đệm, vỏ con quýt dương nó mang theo đi. Vỏ, vỏ hành trang. Dạ, vỏ hành trang, đựng hành trang đi đó. Đây là, đây là con cỡ này dễ thương lắm nè. À. Anh trai này bữa mua đồ anh quá trời luôn nè. Phải không anh? Dạ phải anh. Bữa giờ bán buôn được không anh? Dạ tạm được anh. Bữa này hết bánh luôn hả? Hết bánh luôn. Ôi ôi bán đắt quá trời luôn. Anh trai này anh dễ thương lắm, bữa anh bán mà anh cho nữa. Mà nay hết rồi. Là chú ăn gì tặng mấy. Ôi anh tặng không à. Có gì à? Anh Quýt Dương ơi, trước mình là có xương sâm. Dưa. Dạ. Tặng con chục bắp. Tại giờ mùa về rồi. Mùa về hả? Nè nè. Mùa bán bắp mở mùa bữa mùa bắp hả? Ờ. Nha. Thôi mua ông hổ. Thôi thôi, mùa tặng cho. Thôi năm tái thôi. Kìa hả? Mua mua mua. Mười ba bữa giờ mua bán được không? Bán ế con này còn ba. Giờ mười lấy gì nữa vậy? Lấy gì bắp cho nó với giờ với bự. Cho cái bự nha. Cho bắp đi. Cho bự nè hả? Ừ, cho cái bự. Mười biết rồi quanh đâu không? Bây giờ biết rồi thì hết 6 ngày thôi. Nếu không biết thằng quanh đâu, mười chỉ thằng quanh đi. Có nghiệp anh. Bán cho. Ấy ơi cho mười cái bọc 5 kg cho bả. Bọc 5 kg được hả? Ừ, 5 kg bằng cho. 5 kg xong rồi. Mười là bán ở chợ này lâu lắm rồi nè. Ừ, này mấy chục năm rồi. Dạ đi hôm nay là dạ. Ôi chị con hết luôn hả? Trời ơi cái đĩa nào chị cũng vô, mày mới ăn sinh nhật nhỏ ăn sữa đó. Ôi chị bấm nút like quá trời luôn đó. Ừ. Cưng coi cái like mà Nguyễn Trang là chị đó nha không? Ừ nữa mình cũng vô chung kinh đó. Nhớ Nguyễn Trang là chị nha không? Trời ơi nó mới sinh nhật ăn sữa. Hơi nguội như vừa. Dạ. Năm tái thôi. Ừ đúng rồi. Trời nó chụp đi. Tiền ủng hộ lại mua giùm bả chục đi chiều bả ngồi nắng dữ lắm dạ ăn chục bắp này ỉa gấp 10 năm chắc chết quá vừa muốn ăn chục bắp này vô chắc về chắc ổn không quá đi ăn chục bả bả gì bả đường vậy chứ về tới Mỹ chứng kiến chị là có chị gì mà bữa cưng về chuyến đầu là chị mắc đi bán mày cứ lung linh chị hoài nè nè sao bà bỏ vậy trời ơi đất ơi bà nội này bà làm con bên có bài gì đâu biết không biết có lại không 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 cái đó nhìn vô trình bà ấy biết tôi hỏi gì ơi. Bà chị này rất là dễ thương nè, rất là thương anh em mình luôn nè. Vậy em anh hát bài gì đi, dòng sông quê em đi. Lấy cái vàng này đi. Anh ăn chay hả? Đi được. Anh. Có ăn chay không? Anh ăn chay không? À. Nhà này ăn chay dữ lắm. Đây hả? Ừ, tốt quá ha. Ăn chay quanh năm. Ừ. Dòng sông quê anh ha, em với chị coi chị thuộc không? Không mà chị không thuộc. Để cho buổi sáng. Buổi hát kỳ không kỳ. Không, không. Không có em ha. Dạ. À. Rồi. Cha chị không thuộc mà được chị nhìn vô má chị biết. À vậy ha, có máy được ha. Quay khúc trên mà, đâu sao đâu. Quay khúc trên thôi. Ừ đúng rồi thôi. Không thấy, không có thấy gì đâu. Vừa cười quá trời. Không phải có cái lò này thì nghe nó hay hơn. Vậy yêu cầu trang bản nữa đi. Rồi đây, đúng rồi, chiếc xuồng nhỏ đó. Đây, chị kéo lên chị. Các chị kéo lên vậy nha. Chẳng lý đèn. Anh nữ nấu trước kìa anh. Ừ. Không khỏi nói đi ha anh. Nói cho nhỏ đưa em về xóm nhỏ. Vô đi à. Em qua đây cho gần nha, cho dễ nghe. Vô nè. Mày nè. Chị tên Tí à. Tên Tí luôn hả? Nhưng mà clip của chị là Nguyễn Trang. Rồi cho chị Trang với là Quýt Dương một chàng một tay. Bài hát dòng sông quê em. Vô gần xa trả lời dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà
nghe câu hát xa xa lòng anh chần nhớ ơi dàm cỏ đồng ơi hỡi dòng sông nước xanh biển biếc chẳng đổi thay dòng tôi giặt đi đời giặt sông càng xanh trong từ buổi quen nhau em thường kể anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dàm cỏ kỷ niệm quê hương ấy tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng dòng nước trong xanh soi anh trăng rằm màu xanh quê hương lớn lên trong bom gầm lửa đàn nắng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc kêu dòng sông tôi yêu chờ nhiều nhung nhớ có đông mới hơi dòng sông nước lần anh trắng vàng băng lửa đạn qua sông khi đời giặc sông càng xanh trong giặc đi đời giặc sông càng xanh trong bài thơ bất tận trung dùng kiên cường đánh giặc toàn dân hoa dàm cỏ đông mong nhớ về tân cũ hỏi nơi nào không mang kỷ niệm mất mát đau thương mất mát đau thương càng cao giọng hát ai đắng mặn lòng vẫn thương hát tình quá hay quá. Gió lên đi cho tình ta say ước mơ bấy lo mong chờ ánh trăng đôi bờ dòng sông quê hương hay dòng xưa mẹ hiền chở che bom đạn nuôi đàn con yêu tháng năm hàng giữa nước long lanh ru mình trong nắng mới xưng đến xưng đi mấy mùa chờ đợi thời gian chờ nổi mong chờ vợ cười quá trời tình quê hương không bến không bờ nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ miền Hà bây giờ vui lắm phải không em tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ có
hoài máu cha ông mấy lần rơi đổ cho mảnh đất Long An rạng rỡ tên vàng. Anh sẽ giữ cho màu xanh dòng sông vàm cò, giữ em niềm kỷ niệm tuổi thơ, giữ cho Long An bài ca thương nhớ, giữ ánh trăng vàng, giữ ngôi sao nhỏ quê ta. Nghe tiếng em ca trên dòng sông Giải Phóng, lòng lâng lâng như giấc mộng ban đầu ở tầng sông Hồng. Em có biết quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết, Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông. Hay quá trời. Cảm ơn anh. Hồi trước là chị Trang hát hay lắm á, hơi nhiều lắm á, nhưng mà tại vì bữa nay rung nè. Dạ do chị mất mấy cái răng á. Bữa nay bệnh rồi. Chị mất mấy cái răng. Ở đây kêu chị bỏ răng đi có chồng, tối nay không chồng đâu, có chồng răng đi có chồng. Để mốt vừa nó gắn cho chị. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chị Trang. Hay quá. Cảm ơn. Chị vô luôn nữa chị Trang. Chị vô luôn nữa. Nhưng mà dạ chị vô luôn nữa ha. À chơi chị bỏ. Bao nhiêu xin số chị vô luôn ha. Dạ nhưng mà chị đi nhớ mặc áo nha. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn nha chú. Xin số của chị à, đi vòng vòng với anh. Mấy chục năm nay mới thấy ông rồi. Dạ. Mấy chục năm nay mới thấy. Dạ, đi trong. Trong đây em có bà cô. Chào bà con, có bán em đi ạ. À. Trong đây em có bà cô, bà bán vàng dễ thương lắm. Có gì lạnh lạnh không? Có nước gì lạnh lạnh không? Lạnh anh. À. Nước hả? Đàn hả? Có nước không? Có nước nước suối anh. Suối anh. À, được. À, cho nó nước lạnh này, cho cái lon lạnh nó được. Rồi, cho anh xin. Cho cho gửi tiền em ơi. Dạ, để mấy bạn gửi cho. Để mấy bạn gửi cho. Bỏ đây chút xíu nó lạnh. Để mấy bạn gửi cho. Nhi ơi, gửi tiền giùm chú hai con. Dạ nó không lạnh nè, cho bỏ em phòng cho con. Cái này. Thì lấy em không ạ? Dạ. Gửi tiền giùm chú hai nha. Gửi tiền cho. À sách đòn theo kìa. Sách bắp luôn. Dạ. 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 Xong không anh, xong cho dạ anh. Thôi, dạ thôi để anh bán đi, thì lấy mua anh tặng không à. Cảm ơn nha, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Dạ, dạ. Nước luôn hả, nước á hả? Ở nhà nấu. Ồ, dạ. Xíu lại là đi. Em để lạnh xíu ra. Dạ, 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 đúng rồi. Xíu lại, xíu ra coi. Dạ. Anh thấy bà con của bác thương không? Thương quá. Anh đi tìm quanh là mấy 30 mấy năm nay là bà con bác ai cũng được bước được thương không? Đúng rồi. Tới chợ là đó là niềm hạnh phúc vô cùng. Dạ, xin chào tất cả. Ở đây ngôi chợ rất là nhỏ. À. Dạ bán cũng nhưng mà bà con rất dễ thương ha. Dạ. Mà hôm qua nay mình đi hai chợ ha. Bà con bác đâu cũng dễ thương đúng không? Ừ. Dạ. Trời ơi, tặng đồ quá trời luôn. Mình cái tiệm vàng hình như tiệm vàng của bà cô đúng không ta? Cô rồi, cô được. Bà cô được rồi, bán ở nhà chị. Ủa cô đâu chị? À, ngủ rồi hả? Dạ. Trời ơi, nói nó cô gì giao lưu chơi. Dạ dạ dạ, vô để đem lại mua bánh cái ra. Mình còn bán bánh không bán vàng. Mình chỉ có khi nào mà là thuộc quanh bán vàng mà anh. Hả? Vô mình coi không bán vàng đâu. Có bánh bò ngon lắm nè anh ơi. Có bánh bò bánh tiêu nè. Rồi, rớt bánh. Đây, bỏ trong đi kìa. Bánh bò không anh? À. Bò ha. Ờ đang chút ăn được em. Dạ mua cá ha, mua bịch. Cá có con bịch được không? Dạ, cái 25 ngàn bịch. Dạ dạ. Dạ. Lấy chú ha, có bánh đồ chai rồi. Hay có đâm có cá chiên, dạ. Có sổ luôn đầy đủ. Dạ.
Quách Dương. Quách Dương. Chị phải thuộc anh không? Chị phải thuộc anh không? Hả? Dạ dạ. Dạ. Đi à. Dạ. Phải không? Phải không? Phải không chị? Phải không? Giống anh Châu Thành ha. Giống không? Giống không? Giống Thành mà. Giống không? Nhìn là biết từ nãy họ nhìn cái lưng. Dạ hả? Chụp hình không? Chụp hình đi. Chụp hình đi. Chụp sao không thấy trong trường hình của Nam nó kêu mà. Đúng rồi, hồi xưa giờ thấy rồi. À, ông cao là hay lắm ở trong tuần luôn. Hay không? Hay không cô? Hay không cô? Cô có cùng nó không năm cô? Lâu rồi. Dạ. Lâu rồi. Lâu quá rồi cô. Hay lắm á. Đó giờ mến mộ luôn á. Đây là cô bao nhiêu tuổi rồi cô? À 76 tuổi. 76 tuổi là cô coi cái tuần vụ án Mai Ngu là năm bao nhiêu tuổi cô? Mấy chục năm rồi. Đâu có nhớ đâu nhưng mà anh Thành này tại vì mà cũng có tiền hình có 66. Ngồi suốt ha. Không có mập mà nhiều khi có chương hình thấy mập chứ ngoài thấy ốm nha. Dạ. Nhiều khi đây đây chụp ra, đem chụp ra. Đây chị đứng ngay chụp ra. Dài quá, sống mũi cao ghê. Tắm đây như vậy. Và rồi ok. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Tự mình đi một vòng anh Châu Thành bởi vậy. Dạ. Cảm ơn chị, mình đi một vòng để mình thăm bà con. Hỏi thăm thuộc quanh. Dạ. Đi thăm tìm thuộc quanh. Đây là chợ Phú Mỹ. À. Cái gì anh? Cây nóng quá hả? Dạ. Chú này là nhiêu tuổi rồi? Dạ 66. Nhỏ tuổi hơn con ha. Nhỏ hơn. Dạ. Dạ xích vô rồi, bánh cái bánh trứng nhiều quá. Ừ. Chào chị. Đâu 66. 66. Tầm mấy? 66. Cao ghê. Dạ. Dạ. Chị mấy chị có biết Quách Dương không? Quách Dương trong dự án Mai Ngu đó, đi tìm thuộc anh á. Ổng nè. Ổng đi tìm thuộc anh. Ổng như Phương Anh. Dạ. Dạ. Đóng vai. Vợ. Dạ. Đóng vai thuộc anh. Rồi thằng nhỏ con nữa. Con nữa. Dạ, con nè, con lớn rồi nè. Mấy chục năm qua. Con này con lớn rồi, mấy chục năm ba rồi. Dạ. Đi đổ mùa luôn. Dạ. Có cái thằng giấy rồi. Không có thằng giấy. Có dạ. Giấy. Dạ dạ. Có. Ủa chào cô ruột. Chào cô ruột. Em mới coi trên truyền hình thôi. Chào cô. Ừ. Cô khỏe hả? Cô đẹp nhớ trai vậy thôi. Con già quá rồi, con đi. Khỏe hả anh Thanh? Con dẫn anh đi tìm thuộc anh. Thuộc anh chứ hả? Mới rồi, nãy mới coi trên truyền hình thích đi. Cô phải thuộc anh không? Thuộc anh. Trời ơi, Quách Dương ơi. Bây giờ thuộc anh bán vàng rồi. Anh vừa nãy anh xuống cơ cũng định phải không? Ủa ngờ. Nghe tự nó nói á. Dạ. Không, uổng công mình đi tìm kiếm. Vô nhà cô chứ. Dạ. Cô ngủ mấy vậy hả? Dạ. Có đợi với hả? Dạ hả? Bà con đâu có đợi với hả? Dạ, ta thương mình quá. Dạ, hay quá sao không ca? Dạ. Ca mới ca hai bà. Đó, có ca, có ca. Dạ, 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 phố này nè. Dạ, dạ, phố nào cô? Đi đường nào cô? Mà bác đợi đây hả? Ủa vậy hả? Có ai đây, có ai hát hay không bà? Đây có ai hát không? Đâu ai chị Trang mới hát xong. Chị Trang mới hát xong. Dạ dạ. Đây để coi ai còn hát. Ai hát hay nữa mình giao lưu à. Ở đây nuôi cấp biển nhiều quá rồi. Ồ. Đây phải thuộc quanh ông lại. Thu Nguyệt ơi, Thu Nguyệt không thuộc quanh. Không phải rồi. Không phải. Rồi, cảm ơn chị nha. Chung quá à. Cái chợ này bà con bác dễ thương lắm. Ừ, vui vẻ. Dạ. Họ thân thiện quá. Dạ, dạ. Đây. Chào cô. Quay đây hả? Dạ. Đây lại nữa không? Dạ con dẫn anh Quách Dương đi tìm thuộc quanh. Dạ. Dạ.
mà con tìm chưa gặp ở đây cô biết thằng Quang không? Biết hả? Dạ. Cô biết cô chỉ thằng Quang nha. Đang bán ăn đi chung với mình quá trời rồi. À. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, dạ, chào cô con. Đâu, đâu mọc mà. Đâu có con đi 2 ngày nó mọc á. Trang cho Trang đi đi. Trời ơi, người ta khen anh Quốc Dương trẻ, anh Quốc Dương khen anh trẻ. À. Đó, hay. Để Thục Quanh. Để Thục Quanh lên, Thục Quanh đâu? Dạ, dạ. 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 Dạ, mới hát này không biết ai cái ai giao lưu với anh Quốc Dương không? Phải có người giao lưu anh hát mình đó nè. Chị đi qua rồi. Có môn trưa chiều phải đi dắt sáng có đồ ăn có dạ. Có dắt sáng luôn một tiếng một ăn dạ. Dạ. Giờ có gì có bị không đi đa, có trống không có trống không trống ở đây có mình chị biết khác là loại này à, được. Điện thuộc quanh lên. Anh dẫn cái điện thuộc quanh lên là quanh gia đình nó tỷ là quanh. Dễ gì nó lên không? Em hỏi số lên đi cái gì? À, nghe lên à, nó ra được luôn. Ai hát? Ai hát chị Trang? Ai hát chị Trang? Tôi bài à. À, chụp cô, chụp hình đó cô. Thôi anh, ở đây em thấy nữ nhiều mà không có ai tên Thục Quanh chứ. Quá chết rồi. Không bận mà tới vô nè. Ờ, không bận gì. Không bận gì chị cha. Không có bận. Không bận. Vô mấy năm, vô mấy năm. Đứng 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 nè. Chị Trang đi một cửa. Ở đây có bà con cô bác nào hát nữa không? Hát được không? Hát vô lưu với anh là hát vô lưu với dạ. Hát vô lưu với con cũng được. Dạ. Hát, hát hát vô lưu với con cũng được. Dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Dễ thương lắm mấy nha con dừa. Dạ, dạ. Mấy năm xích qua, mấy năm xích qua, hai người, cái người. Lúc hồi mai cho con dừa đó. Thôi, 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 chớp, 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 tới. Tới chớp, thấy có cái lò. Thấy điện thoại vậy. Thôi, thôi, chớp, 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 dạ vô coi cho Thanh vô luôn đi. Dạ, dạ. Vô vô cho Thanh nè. Ủa sao cái máy quay đầu lại đây vậy rồi sao? Đây nè, nhỏ này dắt chiếc đầu. Quay lại chị nha, mày chờ đâu quay lại mày rồi đó. Bây giờ mày nó chờ. Mày cái này chưa quay rồi. Quay lại cưng mới được. Gối quá chị Trang. Ờ rối quá. Đây nè. Chụp nè, nè, chụp nó muốn chụp máy đó, bà cứ đây nè, đây nè, bà đi quay à. Đã nói phải không? Rồi đó. Đó tổ cái bé xin chào cái cô bé cho bà hai người, ba người này cái cứng. Đi. Ờ thôi đi. Trời chết chết. Cậu Trang ơi, chiếm này dạ rồi. Đó, vô, 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 con, vô đây, vô đây, hai nè, đứng gần bác nè. Vô, vô. Ai biết tao đi học đó. Đi học mà đấy chứ. Nó cũng thương mình đó, anh Quốc Dương. Nó cũng thương mình đó. Dạ rồi, rồi cảm ơn tụi con. Rồi, tôi thương mình quá trời rồi. Ừ, quá trời thương mình. Rồi, có chạy. Rồi đi tìm không gặp Thục Quanh. Nắm tay hả? Nắm tay hết dần hết hờn em nhé. Dạ rồi. Dạ rồi. Chiếc này đầu hai lần luôn thì dạ. 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 Bán buôn không lo có chồng hả? Dạ. Không chịu có chồng. Xô quá trời xô. Xô quá trời xô. Dạ. Vô vô chị. Vô vô.
Ở mình di chuyển ra ở đây sẽ bị nhà phân quyền á. Vô đúng rồi đó, vậy á. Vô. Ở bên giấy ra coi giấy gì. Đó đúng rồi. Trời đó. Đứng im vậy. Rồi mình di chuyển đây để đây bị nhạc. Rồi em đi xuống đây đi, em di chuyển xuống đây để đây bị nhạc. Có ai hát không chị Trang? Có ai hát hay nữa không? Hát chị xong ca với em không? Được. Hát được không? Có cần hát hay gì đâu. Hát xong ca với em không? Chị Phương Quanh Hiệp luôn hả? Em Phương Dừa. Ôi, nay đâu mà đi dẫn anh đi Quách Dương đi tìm Thục Quanh. Chị là chị Thục Quanh thiệt luôn phải không? Thục Quanh ca hay lắm. Hay lắm hả? Thông chồng luôn. Thông chồng luôn hả? Ừ, chị thông báo cưng nha. Ủa vậy hả? Chị Thục Quanh. Quách Dương ơi. Quách Dương ơi, có chị Thục Quanh nè. Anh nghe. Chị ngồi xuống đây chị. Chị ngồi xuống đây. Dạ. Rồi. Chị là Thục Quanh phải không? Đúng rồi. Dạ. Cái này ngồi được không? Ừ. Cái này ngồi tạm luôn ha. Ở Tiền Giang, ở đây là Tiền Giang hả? Nhà chị ở đây hả? Phải không à? Phải không anh Quách Dương? Nghe cái giọng có phải không? Dạ, anh về giờ đang đi tìm Phục Anh hả? Phải, đi tìm Phục Anh. Trời quá trời, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Dạ. Rồi hôm qua thì được Phương Dừa dẫn về Long An á. Dạ. Rồi hôm nay đưa qua. Vô bà con vô đây ngồi chơi. Để đi tìm Phục Anh. Nhưng mà chắc đây không phải là Thục Quanh của anh rồi. Tại vì cái giọng thì không phải. Không phải Thục Quanh hả? Bây giờ hát vô luôn bà hả chị? Chị hát hay lắm hả? Dạ. Quanh quay qua kinh Quanh. Cũng Quanh luôn, Thục Quanh luôn. Qua đây, vô đây ngồi coi chị. Ngồi đây, có sao đâu. Không có sao đâu. Chị thuộc bài nào không? Nhạc cũng được, ca nhạc. Nhạc, chị hát nhạc. Chị thuộc bài nào? Dạ. À, lần đầu tiên chị gặp anh Quách Dương hả? Lần đầu tiên gặp anh Châu Thanh. Quách Dương đó. Hay không? Chị thấy hay không? Quá hay, quá tuyệt vời. Dạ, giọng hát vẫn như năm nào luôn chị? Giọng hát vẫn như xưa luôn. Dạ. Quách Dương nay đi tìm Thục Quanh. Dạ, Quách Dương đi tìm Thục Quanh mà vẫn tìm chưa được. Dạ, ngày thứ hai rồi. Ngày thứ hai rồi mà Quách Dương chưa thấy Thục Quanh ở đâu. Nhưng mà vậy, vậy yêu cầu anh Quách Dương ca bài một câu giọng cổ của Thục Quanh. Dạ. Ừ, giọng cổ ha. Dạ, giọng cổ. Giọng cổ ha. Thục Quanh. Giọng cổ. Son nữa. Mời. Dạ. Mời quý bà con vô đây. Đi đẳng ạ. Anh chưa ca được rồi. Và bây giờ anh sẽ hát hai câu giọng cổ trong vở tuồng mang quán luôn. Đây mang đây là con. Rồi. Sẽ hát hai câu vọng cổ trong vở tuồng đưa em về mê mẹ tặng cho tất cả cô bác ở nơi chợ đây là Phú Mỹ ha. Rồi con cảm ơn tất cả bà con đã dành thời gian điềm chỉ để cho Quách Dương tìm Thục Quanh, và hôm nay cũng gặp Thục Quanh, nhưng mà Thục Quanh này không phải là của Quách Vương, nhưng cũng rất vui là tại vì cũng gặp người tên Quanh. Dạ. Đồng khúc Phạm Giang ha. Rồi xong cái 4 năm xuống xề thêm 8 nhịp chó. Với tiếng đàn của danh cầm Hoàng Hiệu. Nghe ngoài trời mưa bay, ở đâu gieo lòng đắng cay, từ đâu gió giông đưa về mang bao quốc hận nỗi sầu nhân thế. Đời còn nhiều trái ngang, gió đông đưa cho lá lìa khôi xưa, lòng mình mang người về đâu nhớ thương dù dàng bao giờ mới được gần nhau. Nàng giờ này nơi đâu có thấu
ta có hiểu cho lòng một mình chờ mong nhớ nàng. Nàng ơi nàng ơi, bao tháng ngày ta vẫn chờ, bao tháng ngày ta vẫn đợi. Đã mấy thu rồi ta vẫn chờ, chờ mong cho đến phương xa bay về nơi đây cho vơi tâm sự. Ơi hỡi người ơi, cách xa muôn trùng phương trời nào đâu có thấu cho lòng ta. Ai nói nữa đi em, dù đó là lời trách thần của em, nhưng nghe như bao lời nói dịu dàng âu yếm gửi đến tranh trong những ngày xa vắng. Xưa hãy nghe anh nói cùng em tình cũ còn đây, lòng chẳng đổi thay anh bỗng của ai, anh luôn nhớ hoài nhớ người con gái có cái tên thao thào sương sương mà đã xa nhau mấy độ trăng rồi. Thương ơi hãy đến gần anh cho lại đôi lòng, dù mặt anh còn trong tâm tối nhưng hơi hóa giờ hiền đâu dễ mà quên. Nếu phải xa nhau nghìn núi trăm sông, những hình bóng giờ hiền hạt cùng vẫn khắc trong tâm, bao ngày xa nhau vẫn thương thương hoài trong tim chi bên em mỏi nhớ nhớ thương thương cho đến trọn đời. Người, em có nghe nói không? Hãy đến đây với anh. Anh vẫn yêu em, anh vẫn đợi chờ em. Thảo Sương, em ơi, hãy đến đây. Sương ơi, mình đã xa nhau mấy mùa trắng rung buồn, biết bao nhiêu khi tình chẳng trọn tình. Giờ tương hồi yên quanh sao em không nhận à, không nhìn. Có phải chăng em hiểu lầm lòng chung thủy mà trọn cuộc đời tùng chỉ có Thảo Sương thôi. Nếu em biển cười quá cùng kém tươi, mấy sóng buồn bay chim muốn ngừng tiếng họp, hay lại gần đây rồi nghe anh bao nhó, dù miệng thầm cách ngăn tình vẫn gửi về nàng. Thôi nghe từ đây cách biệt rồi, còn gì lo luyến nữa người ơi. Đường tình nay đã chia đôi lòng anh đau đớn. Cảm ơn kết bên mẹ. Bà con cô bác về nhớ xem video này với chia sẻ giùm con nha. Dạ con cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi thôi bây giờ chắc là cũng cũng một giờ rồi. Dạ. Dạ cũng 1 giờ rồi thôi để cùng rồi với lại anh Quách Dương về nghỉ ngơi. Dạ rồi xíu đi tìm tiếp. À 098. Dạ, chắc đừng đọc anh đừng đọc. Ai thôi hả? Dạ em chào tạm biệt con ha. Dạ. Cho cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con nơi. À quên, lần qua nay anh đi là anh kêu anh Châu Thanh không quên. Quách Dương xin cảm ơn tất cả bà con nơi Phú Mỹ nha. Đã dành một tình cảm rất là ưu ái đã giúp cho Quách Dương đi tìm Thục Oanh. À, hôm nay đến đây rồi được sự nồng nhiệt của tất cả bà con và cảm ơn bà con đã tặng quà, tặng bắp nè, tặng nước uống nè, đủ thứ tặng rồi, tặng xoài nữa. Hôm nay thì Châu Thanh không biết nói sao cho hết cái sự tình cảm của bà con đã dành cho, xin lỗi,
Quách Dương không biết nói sao cho hết cái tình yêu thương của bà con đã dành cho mình. Xin cảm ơn bà con thật nhiều. Chúc tất cả bà con ở nơi chợ Phú Mỹ ha, mua may bán đắt và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Dạ, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào chiều Quách Dương với anh Quách Dương sẽ đi tiếp cho bà con bác. Dạ, giờ Quách Dương chào bà con nha.